hiểm họa ma túy rình rập, phá hủy mái ấm của nhiều gia đình. Ma túy như vòi con bạch tuộc vươn đến cả những vùng quê vốn thanh bình và yên ả. Ma túy không chỉ bào mòn, phá hủy nhân cách con người, mà nó còn gây nên những hệ quả tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Làm thế nào để đưa những người nghiện hòa nhập với cộng đồng, giúp họ được trở lại làm người, là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm. Tuy nhiên, để điều này trở thành hiện thực, còn là cả một quãng đường chông gai ở phía trước. Vất vả gian nan là vậy, nhưng cũng đã có không ít người đã trở về trong vòng tay ấm êm của cả gia đình. Mặc dù Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã có nhiều chính sách, cơ chế, ưu tiên đầu tư cho việc phòng chống ma túy, cai nghiện, quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ cao, nhưng tính đến cuối năm 2009, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý thấp hơn nhiều so với thực tế, vẫn còn tới gần 15 vạn người. Gần 15 vạn con nghiện là niềm đau khổ cho hàng chục vạn ông bố, bà mẹ và những người thân thiết của các con nghiện đang ngày càng sa ngã vào những bế tắc mà không dễ dàng gì cứu vớt được. Không chỉ có vậy, họ còn là những đối tượng gây mất trật tự an toàn xã hội, gia tăng các tệ nạn xã hội như lừa đảo, trộm cắp, giết người, mại dâm, băng nhóm. Bác sĩ Lương Duy Long, Bệnh viện Hy vọng Mới ở Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội, là người đã tư vấn và điều trị cho khá nhiều bệnh nhân nghiện. Thời gian tiếp xúc và trò chuyện cùng họ, anh đã lý giải được căn nguyên động cơ dễ đi đến phạm tội của họ. Những người bệnh mà nghiện ma túy, người ta rối loạn, trầm cảm một cách ghê gớm rồi, thì ngay trong giấc ngủ của họ, tức là ngoài ý thức của con người, người ta cũng mơ tới là gì? Mơ tới ma túy, sử dụng ma túy. Những người đấy là ngay trong giấc ngủ họ mơ tới là không kiếm được 50.000, 100.000 để sử dụng ma túy. Đấy, đến khi họ giật mình tỉnh dậy thì mồ hôi các thứ họ toát hết ra. Đấy, lúc đấy là họ mới biết là cơn mơ là họ không kiếm từ 50.000, 100.000 để mua ma túy sử dụng. Và chính cái điều này giải thích cho các anh các chị tại sao là tại sao những người nghiện ma túy mà vì 50.000, 100.000 khi họ không có ma túy sử dụng, họ sẵn sàng làm những cái động cơ mà không ai lường trước được, là giết người, cướp của, kề dao vào bố mẹ, những người thân trong gia đình mình, hoặc tất cả trong gia đình có cái gì họ bán bằng hết. Trong số những bệnh nhân này, số sử dụng heroin chiếm đến 83,1%, số người nghiện ma túy ở lứa tuổi lao động từ 30 đến 45 tuổi chiếm hơn 54%. Trong số những người nhiễm HIV, có tới 75% có nguyên nhân do lây nhiễm từ tiêm trích ma túy. Trong số 11.017 xã, phường, thị trấn của cả nước, có tới gần 57% đơn vị có người nghiện ma túy. Và trong nhiều thập kỷ qua, chính phủ và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền của để phòng chống căn bệnh này. Nhưng kết quả không như mong đợi, số người nghiện không những không giảm mà còn có khả năng gia tăng. Thực tế hiện nay là cái người nghiện ma túy là cũng khá đông, là tương đối là cái số lượng hiện nay hàng năm tăng lên rất là nhiều ở các địa phương, đặc biệt là các tỉnh thành phố trọng điểm. Số lượng người nghiện ma túy hiện nay là cả nước có tổng cộng khoảng là trên 150.000 người nghiện ma túy. Đấy. Nên cái việc cai hiện nay đang là vấn đề bức xúc mà chính phủ và nhà nước rất quan tâm. Thì cái vấn đề này đấy, thì trong thời gian tới cần phải có cái giải pháp rất cụ thể và cái biện pháp phối hợp đồng bộ giữa giảm cung và giảm cầu thì mới có hiệu quả được. Việc mà sử dụng các phác đồ điều trị là một trong những cái quy trình cai nghiện rất là quan trọng. Vì đây là những cái trọng tâm của công tác cai nghiện hiện nay. Cho nên việc xác định cái biểu đồ của những cái bài thuốc mà Bộ Y tế đưa ra là phải cần thiết.
Và đặc biệt dẫn tới là Bộ Y tế cần phải có những cái bài thuốc mới đưa vào sử dụng. Thì hiện nay tôi thấy là Bộ Y tế là cái phác đồ vẫn dùng phác đồ cũ và thần kinh, cho nên là nó cũng chưa phù hợp với tình hình thế này, nhất là cái người nghiện ma túy, người ta đã nghiện sang loại ma túy tổng hợp là cần phải có phân loại đối tượng, có phác đồ điều trị rõ ràng hơn từng cái nhóm đối tượng nghiện ma túy thì mới có hiệu quả cai nghiện được. Phần đông người ta đều coi lạm dụng ma túy và nghiện là các vấn đề xã hội cần giải quyết bằng các giải pháp mang tính xã hội, đặc biệt là hệ thống pháp luật hình sự. Người ta cũng thường cho rằng người nghiện ma túy là những người yếu ớt, người xấu, không tự rèn luyện đạo đức hoặc không làm chủ được các hành vi của bản thân. Tuy nhiên, cuộc cách mạng của khoa học thần kinh trong 15 năm qua đã cho chúng ta hiểu biết mới về nghiện. Theo đó, khái niệm nghiện là một bệnh tái phát mãn tính của bộ não được coi là hoàn toàn mới. Mới đối với công chúng, đối với nhiều nhà hoạch định chính sách, và đáng buồn là mới ngay cả với nhiều người có chuyên môn y tế. Người ta sử dụng ma túy vì họ thích những gì ma túy gây ra cho bộ não của mình, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Não bộ thể hiện sự thay đổi một cách rõ ràng sau khi sử dụng ma túy, và những thay đổi này vẫn còn tồn tại rất lâu sau khi đã ngừng sử dụng ma túy. Nghiện ma túy là một bệnh mãn tính và tái phát như các loại bệnh tiểu đường, hen, viêm khớp và tim mạch. Điều trị ma túy không phải như cắt ruột thừa hoặc điều trị gãy xương, chỉ cần một lần điều trị sẽ không giúp ích gì. Do đó, không bao giờ được coi cắt cơn, giải độc là một giải pháp điều trị thực sự với cai nghiện ma túy, mà đó chỉ đơn giản là việc làm đầu tiên và quan trọng để khởi đầu cho một quá trình điều trị cai nghiện lâu dài và liên tục. Một câu hỏi lớn được đặt ra, đâu sẽ là lối thoát cho những bệnh nhân này? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã đến và tìm hiểu tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Phục hồi Sức khỏe Hải Phòng. Tại đây, những bệnh nhân ma túy được sống trong một môi trường trong sạch, thoáng mát, tách khỏi sự ồn ào của đô thị. Các bệnh nhân đến đây được hiểu đúng nghĩa là đi chữa bệnh, chữa trị căn bệnh về thực thể và chữa cả căn bệnh tâm lý. Dựa trên cơ sở đó, ban lãnh đạo tại trung tâm đã tổ chức dạy nghề và tổ chức cho những bệnh nhân lao động và sản xuất. Để chủ động, học viên được học nghề và có việc làm ổn định, có thu nhập trong thời gian cai nghiện tại trung tâm. Họ có thể khâu giày, khâu bóng, làm vàng mã, tùy theo khả năng của mỗi người. Không chỉ có vậy, trong thời gian qua, trung tâm đã mạnh dạn đưa những phác đồ điều trị mới để điều trị cho các bệnh nhân, đem lại hiệu quả chữa bệnh rõ rệt. Một trong những phác đồ điều trị mang lại hiệu quả cho những bệnh nhân nghiện là điều trị bằng thuốc Zedimax có nguồn gốc từ thảo dược và do Việt Nam sản xuất. Thuốc Zedimax có thể cắt cơn sau 4 ngày. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn tấn công, với tổng số 120 viên 500mg. Giai đoạn sau để hỗ trợ cắt cơn nghiện và bình phục endorphin, còn gọi là morphine nội sinh, loại bỏ nguyên nhân sinh học, nghiện thực thể thèm đói ma túy và tăng khả năng đề kháng, lệ thuộc tinh thần, loại bỏ nguyên nhân nghiện ma túy để góp phần chống tái nghiện. Sau 6 tháng điều trị, các bệnh nhân đều có những phản hồi rất tốt. Thời gian em ở đây thì coi như là phục hồi của em thì nó coi như là nhanh hơn là các thời gian em ở nhà. Các ví dụ người mà có mệt mỏi các thứ mà cần thuốc men các thứ gọi y bác sĩ thì người ta sang người ta khám xét là cho thuốc, nhưng mà cái cơ thể phục hồi là cũng nhanh hơn, ăn uống chung là nó cũng nhanh, coi như là ăn được hơn, ngủ nghe thì nó tốt hơn. Uống cái Sinemex này thì em thấy người nó dịu, nó không bị dòi bò, nhưng mà được cái là coi như là người mình vẫn coi như là tỉnh táo, chứ mình không bị hôn mê, không bị ngủ như các loại thuốc ngủ kia mình uống. Cái này thì giúp em thấy là ăn được. Các cái kia thì thường thường tuần đầu là không ăn được cái gì, nhưng ở đây thì